Chuyển từ mô hình chăn nuôi truyền thống sang nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trang trại gà thương phẩm của gia đình ông Nguyễn Văn Bản ở khu dân cư Nhất Sơn, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn cho hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm thu lãi hơn 1 tỷ đồng. Hiện tại, quy mô mỗi lứa trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Bản nuôi 27.000 con gà lai trọi, gà mía. Để việc tiêu thụ thuận lợi và liên tục cung ứng cho thị trường, ông Bản áp dụng phương thức nuôi gối lứa. Mỗi năm 3 lứa và sau mỗi lứa nuôi đều thực hiện việc vệ sinh chuồng trại để đảm bảo an toàn dịch bệnh. Với mức giá bán như hiện nay từ 55 đến 58.000 đồng một kg, mỗi lứa đạt tổng doanh thu từ 3,5 đến 3,8 tỷ đồng. Quy trình chăn nuôi tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn Việt Gáp, từ việc lựa chọn con giống, chọn thức ăn, quá trình chăm sóc đến vệ sinh phòng dịch bệnh, xử lý chất thải. 21 ngày đầu là cho gà ăn tự do. Sau đó sau cái 21 ngày là cho ăn theo bữa. Và cái thứ hai nữa là quan trọng là chuồng trại phải thông thoáng. Mình phải nắm được là cái con gà mình là cái thời điểm nào. Đấy, ví dụ nó mùa đông là nó đang thị trường đang cần cái gà gì và mùa hè gà đang thị trường đang cần cái gà gì. Đấy, và cái biểu cân của mình chăn bao nhiêu ngày để đủ đảm bảo là mình áp dụng đúng như thế. Mình áp dụng là mình vào theo là chia thành bốn loạt. Đấy, lệch nhau 10 ngày là ví dụ chuồng đầu là 7.000 thì mình bán trong 7 ngày là hết, xong quay sang chuồng 2 cũng vậy, xong sang chuồng 3 cũng vậy, xong sang chuồng 4, có nghĩa là trong kết thúc lại là 4 tuần. Kết thúc lại là hết một nửa tuần. Đấy, xong hết là mình nghỉ ngơi 2 tuần xong mình lại vào, vẫn cứ cái quy trình như vậy thôi. Để nâng cao giá trị sản xuất, ông Nguyễn Văn Bản phải tính toán chi tiết để dự báo chính xác thời điểm nhu cầu thị trường sử dụng nhiều thịt gà và nguồn cung khan hiếm để lên kế hoạch chăn nuôi. Ví dụ như trong khi các trang trại khác tính toán để cung cấp gà thương phẩm ra thị trường dịp Tết Nguyên đán, thì trang trại của ông Bản lại chọn thời điểm sau Tết từ 15 đến 20 ngày để phục vụ lễ hội và cưới hỏi. Thị trường tiêu thụ chính hiện nay là Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh. Theo ông Bản, tuy doanh thu cao, một năm khoảng 12 tỷ đồng, nhưng do chi phí lớn từ con giống, thức ăn và tiền điện, nên lợi nhuận một năm cũng chỉ hơn 1 tỷ đồng. Từ mô hình này, phường Thái Thịnh có chủ trương khuyến khích nhân rộng. Đối với một số các cái mô hình trang trại để chăn nuôi đấy, lợn, gà, rồi vịt, ngan trên địa bàn, thì chúng tôi cũng xác định đây cũng là một trong những cái mô hình mà địa phương cũng đang quan tâm để chú trọng, đẩy mạnh, phát triển. Đấy, trên cơ sở là chúng tôi cũng quản lý chặt chẽ để đảm bảo về cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác bảo vệ môi trường. Thế đối với mô hình của anh Bản thì hiện nay chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra và đánh giá, nhận định là cái mô hình này nó phát huy cái hiệu quả tương đối cao, mang lại cái giá trị kinh tế cao, và cơ bản là mà triển khai thực hiện thì nó cũng đảm bảo được cơ bản các cái điều kiện về bảo vệ môi trường và cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế và cũng giải quyết được nhiều cái lao động công ăn việc làm để tạo cái thu nhập cho nhân dân ở địa phương. Trong bối cảnh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang được quan tâm như hiện nay, việc phát triển chăn nuôi an toàn được cấp chứng nhận Việt Gáp như trang trại của ông Nguyễn Văn Bản đang có nhiều triển vọng mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người nông dân, rất cần được nhân rộng.